Chào mừng các bạn đã đến với Soi Phim, nơi chúng mình chia sẻ những sự thật và chi tiết thú vị trong các tác phẩm điện ảnh mà có lẽ chính bạn cũng không biết. Mình để ý là không mấy khi video Soi Phim mở đầu bằng một bộ phim nhân văn, thế nên hôm nay chúng ta sẽ đến với Những Người Khốn Khổ nhé. Nghe tiêu đề thôi là đã thấy nhân văn rồi. Lấy bối cảnh nước Pháp hơn hai thập kỷ đầu thế kỷ thứ 19 kể từ khi Napoleon đệ nhất lên ngôi, Les Misérables kể về một câu chuyện cảm động của những giấc mơ tan vỡ, của tình yêu không được đáp trả, niềm đam mê, sự hy sinh và chuộc tội. Bộ phim là một minh chứng trường tồn theo năm tháng, kể lại hành trình tồn tại của tinh thần con người. Trong phim có cảnh quay nhân vật gái điếm Fantine bị một khách hàng hành hung. Đây là một cảnh khá ấn tượng vì nó được dựa trên câu chuyện hoàn toàn có thật trong cuộc đời của tác giả Victor Hugo. Hôm đó, ông đang đi trên đường tới tòa soạn thì bắt gặp một thanh niên đang quấy rối một cô gái điếm. Khi mà cô từ chối hắn thì hắn liền lấy một nắm tuyết rồi đút vào váy cô và đẩy cô xuống đất. Sau đó cô phải tự vệ và đánh hắn. Ngay lập tức, hắn liền gọi cảnh sát để bắt giữ cô vì tội dám tấn công mình. Hugo lúc đó chỉ là một người bình thường, chưa có tiếng tăm gì. Ông thấy chuyện bất bình cho nên đã bênh vực cô gái khi cảnh sát đến và giúp cô không phải lên đồn để giải trình. Hugo sau này kể lại rằng ông đã kinh hoàng trước số phận bất công của người phụ nữ và nghĩ rằng có thể cô đã làm điều này để nuôi những đứa con của mình. Từ đó, ông bắt đầu xây dựng nhân vật Fantine trong đầu của mình chi tiết hơn. Một phân cảnh đáng chú ý khác của nhân vật Fantine là khi cô nằm trên chiếc giường mà đã chia sẻ với người tình đầu tiên và hát bài I Dreamed a Dream. Trong chiếc giường đó thực sự không khác gì một cái quan tài. Chi tiết này không phải là một ý tưởng sáng tạo cho bộ phim đâu. Đây là loại giường có thật và được người nghèo thời này sử dụng rất nhiều tại vì bốn phía xung quanh đã được che chắn, họ sẽ đỡ bị lạnh. Nó cũng đồng thời thể hiện luôn số phận của người nghèo tại Pháp thời điểm này sẽ như thế nào. Theo diễn viên Anne Hathaway, đạo diễn Tom Hooper thậm chí còn đề nghị cô thử hát bài I Dream a Dream trong khi cứ nằm trên chiếc giường quan tài này. Nhưng tất cả mọi người khi xem xong đều bảo là trông nó lố bịch quá cho nên là thôi, cô được thoải mái di chuyển và bày tỏ ngôn ngữ cơ thể của mình. Do đó chúng ta mới có cảnh quay xuất sắc và cảm động đấy. Một nhân vật chính khác trong Những Người Khốn Khổ là Jean Valjean, thủ vai bởi Hugh Jackman. Có một câu chuyện khá hay trong quá trình làm phim là Hugh Jackman đã mua vé số cho tất cả các vai phụ tham gia để thay lời cảm ơn. Nếu may mắn trúng số thì biết đâu họ sẽ không cần phải làm diễn viên phụ nữa. Theo tờ The Sun, một người kể lại rằng Hugh nói với đoàn làm phim rằng anh ấy cần đến cửa hàng, sau đó quay lại với một sấp vé số trên tay và bắt đầu đi phát cho mọi người. Đây là một cử chỉ rất tốt đẹp, tuy nhiên cuối cùng lại chẳng ai trúng cả. Hoặc nếu có thì chắc họ cũng không tiết lộ đâu. Trong cảnh phim cuối cùng, chúng ta được thấy giây phút cuối đời của Jean Valjean. Lúc này thì Fantine đã mất từ lâu, chỉ còn linh hồn của cô xuất hiện để mời gọi Jean đi đến thế giới bên kia. Khi quay cảnh này thì Anne Hathaway đã phải cúi người xuống dưới máy quay để đi đến vị trí tiếp theo. Cảnh cô ngồi kế bên Jean và hát bài Hãy Nắm Tay Tôi. Hathaway kể lại trong cuộc phỏng vấn rằng chính cô là người ra ý tưởng chui dưới cái máy quay để giảm bớt tiếng sột soạt của chiếc váy. Nhưng mà khi quay, cô lại bị vướng và té đập thẳng mặt xuống đất. Khi mà Hugh vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh và điềm đạm thì Hathaway đã phải cố nhịn cười. Chúng ta có thể thấy điều đó lúc mà cô đang hát. Hathaway kể lại rằng hai diễn viên Amanda Seyfried và Eddie Redmayne thấy cảnh đó thì bối rối lắm, không biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Những câu chuyện về sự nhiệt huyết với nghề của đội ngũ làm phim thì rất nhiều. Với các diễn viên thì điều này thể hiện qua việc họ nghiên cứu nhân vật kỹ để diễn xuất nhập tâm như thế nào. Nói đến điều này thì phải nhắc đến bộ phim Sự Im Lặng Của Bầy Cừu và những màn hóa thân xuất thần của diễn viên Anthony Hopkins trong vai Hannibal. Để chuẩn bị cho vai diễn tên sát nhân ăn thịt người của mình, diễn viên Anthony Hopkins đã nghiên cứu hồ sơ của những kẻ giết người hàng loạt, đến thăm các nhà tù và thậm chí đến dự một số phiên tòa xét xử những kẻ giết người. Một trong những đặc điểm khá nổi bật của nhân vật Hannibal là hắn rất ít khi chớp mắt. Điều này được Anthony lấy cảm hứng từ một người bạn của mình tại London. Ông nói rằng người này rất ít khi chớp mắt khi nói chuyện, khiến bất cứ ai xung quanh đều có cảm giác bồn chồn và không thoải mái. Cách làm này đã giúp Anthony diễn xuất hiệu quả thật. Diễn viên Jodie Foster kể lại rằng trong cảnh quay cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Hannibal Lecter và nhân vật Clarice Starling, Hannibal đã chế giễu giọng miền Nam của Clarice theo cách cực kỳ khó chịu. And that accent you've tried so desperately to shed, pure West Virginia. What is your father, dear? Is he a coal miner? Does he stink of the land? Câu thoại đó không có trong kịch bản mà hoàn toàn là sự sáng tạo của Anthony. Do đó phản ứng kinh hoàng của Jodie là rất thật vì cô không hề chuẩn bị cho điều đó. Nó giống như bị trúng tim đen vậy vì cô nói giọng miền Nam thật. Sau cảnh quay đó, cô cảm ơn Anthony vì đã giúp cô tạo nên một phản ứng hốt hoảng chân thực đến vậy. Ngoài phong thái và cách nói chuyện thì một trong những điểm gây ấn tượng nhất của nhân vật Hannibal là trang phục. Trông rất bình thường nhưng lại cực kỳ ám ảnh. Đây là điểm mà diễn viên Anthony cố tình xây dựng cho nhân vật của mình.
như là bộ trang phục của Hannibal sau khi được chuyển ra khỏi Baltimore. Dự định ban đầu sẽ là một bộ áo liền quần màu vàng hoặc cam. Anthony đã thuyết phục đạo diễn Jonathan Demme và nhà thiết kế trang phục Colin Atwood rằng nhân vật sẽ có vẻ bệnh hoạn và đáng lo ngại hơn nếu như gã ta mặc một bộ đồ màu trắng tinh. Ý tưởng này đến với ông từ nỗi sợ hãi nha sĩ mà đại bộ phận chúng ta đều mắc phải khi hồi còn bé. Ngoài Hannibal ra thì nhân vật chính còn có Starling, một đặc vụ FBI đang thực tập. Để xây dựng được nhân vật này một cách chính xác cũng như tạo được không khí phù hợp của một cuộc điều tra án mạng, đoàn làm phim đã phải làm việc với chính cục điều tra liên bang ngoài đời luôn. Phía FBI thì cũng nhiệt tình giúp đỡ, một phần là vì người ta nhờ thì hỗ trợ thôi. Nhưng phần khác là với việc nhân vật chính là một đặc vụ nữ, họ mong rằng sau khi phim ra mắt sẽ có nhiều phụ nữ tới tham gia vào chương trình tuyển dụng của cục hơn. Thì đi làm toàn được dựa thì cũng chán, khác gì văn phòng phê game đâu. Xã hội khá là đáng sợ, sát nhân tội phạm ở khắp nơi. Thế còn xã hội của phù thủy thì sao? Vẫn có tội phạm, nhưng mà họ được giam ở một nơi an toàn hơn. Đấy là nhà tù Azkaban. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban đã phải chứng kiến sự thay đổi của một nhân vật quan trọng, đó là hiệu trưởng Dumbledore, do diễn viên thủ vai trước đó Richard Harris đã qua đời năm 2002. Một số người đã được đề nghị thay thế vị trí này, như là diễn viên Ian McKellen. Dù vậy, ông lại tìm cách từ chối, với lý do là trước đó ông đã đóng vai Gandalf trong Chúa Nhẫn rồi. Ông nói rằng tôi đã gặp đủ khó khăn khi phải sống với một vai diễn huyền thoại rồi. Hai vai diễn huyền thoại là quá nhiều. Nhưng còn một lý do khác là trong quá khứ, Richard Harris đã từng gọi ông là một diễn viên kinh khủng. Lấy vai diễn của một người từng gọi mình là kinh khủng thì không hay lắm vì chắc Harris sẽ không muốn điều đó. Cuối cùng thì diễn viên Michael Gambon đã được chọn để thủ vai Dumbledore. Nói về cụ thì trong đầu chúng ta đều hiện lên hình ảnh của một người râu tóc bạc phơ, điềm đạm và nghiêm nghị phải không? Ngoài đời thì diễn viên Michael Gambon lại hơi thích trêu mọi người một tí. Trong quá trình quay cảnh tối ngủ, đạo diễn Alfonso Cuarón cùng với Michael và Alan Rickman đã có một trò chơi khăm Daniel Radcliffe. Cậu bé Harry Potter của chúng ta lúc đó đang say nắng một cô bé diễn viên đồng trang lứa và muốn được đặt tối ngủ của mình bên cạnh cô bé đó. Đạo diễn cũng chiều ý cậu thôi, nhưng mà ông lại lén đặt một cái túi xì hơi vào trong túi ngủ của Harry. Theo lời đạo diễn thì Daniel đã phải rất cố gắng mới diễn sâu cho đúng nhân vật của mình hoàn chỉnh được, trong khi cái túi thì cứ phát ra tiếng bùm bùm. Còn những người xung quanh thì đã được một trận cười đã đời. We enter completely our own world. You know, it's completely our own world. And we like to swim in the deepest waters. Đạo diễn Alfonso Cuarón có thể nói là một người cực kỳ dồi dào ý tưởng, từ chơi khăm cho đến làm phim. Ông đã nghĩ ra ý tưởng rằng khi các giám ngục đến gần tàu tốc hành Hogwarts thì mưa sẽ biến thành băng. Được như thế thì ngầu phải biết. Ông đã trình bày ý tưởng này với bên làm hiệu ứng. Tuy nhiên, chất giọng Mexico đặc sệt của ông đã khiến cả nhóm nghe nhầm ice thành eyes, băng thành mắt. Nghe hơi kinh nhưng mà thôi, ý của đạo diễn thì biết cãi làm sao được. Thế là họ ngồi phác thảo một bảng phân cảnh mô tả chi tiết những đôi mắt từ trên trời rơi xuống rồi đưa cho Cuarón xem. Ông cực kỳ sửng sốt và ngay lập tức sửa lỗi sai này cho họ. Nếu phân cảnh này mà được đưa lên phim thật thì bọn trẻ con trong rạp chắc khóc điếng người mất. Có một sự trùng hợp vui vẻ trong quá trình làm phim, đó là nhân vật Harry rất thích bay và được chú Sirius tặng cho một cây chổi xịn sò. Ngoài đời thì cậu lại cực kỳ mê âm nhạc và được Gary Oldman, diễn viên thủ vai chú Sirius, tặng cho một cây đàn guitar bass để làm quà khi hai người gặp nhau. Về nhân vật Sirius thì có một chi tiết khá thú vị, đấy là những hình xăm trên cơ thể của chú được mượn từ các băng đảng trong tù của Nga. Chúng không chỉ có tác dụng trưng cho đẹp mà còn là dấu hiệu để xác định một người có đáng sợ hay đáng tôn trọng hay không. Đang làm về phù thủy thì cũng nói về ma quỷ luôn nhá. Trong bộ phim The Exorcist, cảnh Regan bị quỷ nhập rồi nôn vào Chakaras trông rất ám ảnh và cực kỳ kinh tởm. May mắn là cảnh này chỉ cần quay một lần là xong. Dù vậy, nó vẫn có sự cố xảy ra chứ không được suôn sẻ cho lắm. Bãi nôn được phun ra từ một cái ống nhắm thẳng vào ngực của diễn viên Jason Mueller, nhưng cuối cùng lại hút và nó nôn tung tóe vào mặt của ông. Vì đây là sự cố và không ai đoán trước được, cho nên phản ứng sốc đi kèm với nhiều sự ghê tởm của Jason khi lau bãi nôn là thật. Và ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn mãi về sau rằng mình vẫn còn rất giận về chuyện này. Ông không phải là người duy nhất gặp chuyện bực mình khi quay cảnh trừ tà. Vào ngay ngày đầu tiên khi bấm máy, lời thoại tục tĩu của Linda Blair đã khiến diễn viên Max von Sydow khó chịu đến mức mà ông quên mất lời thoại của mình luôn. Tuy thoại hơi tục nhưng không thể phủ nhận là chính nhờ nó mà vai diễn Regan của Linda Blair đã trở nên chân thật hơn rất nhiều, đến mức những người cuồng tín còn nói rằng cô chỉ tục thật và cả bộ phim được dùng để tôn vinh quỷ Satan.
họ đã làm dứt căng vụ này, lên hẳn kế hoạch ám sát diễn viên Linda, khiến Warner Bros. Phải cử vệ sĩ bảo vệ cô trong 6 tháng sau khi bộ phim ra mắt. Không chỉ phía khán giả có mâu thuẫn với diễn viên, mà diễn viên cũng có mâu thuẫn, như là với đạo diễn. Jason Mueller nói rằng mình đã có một trận cãi vã rất lớn với đạo diễn William Friedkin sau khi William dí súng vào tai Jason và bắn để ông có phản ứng chân thực nhất. Dĩ nhiên Jason nổi cọc và nói rằng mình là diễn viên, không cần dí súng vào đầu thì mới diễn được biểu cảm ngạc nhiên hay giật mình. Trong phim thì phòng ngủ của cô bé Regan trong cảnh trừ tà rất là lạnh, diễn viên nói ra lời nào là phả ra khói lời đó. Ngoài đời thì đúng là nó được làm lạnh như một cái tủ đông luôn, chỉ có điều là lạnh đến mức mà diễn viên cũng suýt chết cóng trong đấy. Hai vị linh mục thì vẫn còn lớp áo khá dày cho nên chịu được, còn Regan thì chỉ có một chiếc váy ngủ mỏng manh trên mình khiến cô bị ám ảnh đến tận bây giờ. Chỉ cần lạnh một chút thôi là cô đã không thể chịu đựng được rồi. Và cuối cùng sẽ là một số sự thật nhỏ nhỏ ở cuối video. Eva Von Bern là một diễn viên điện ảnh người Áo. Trong quãng thời gian làm huấn luyện viên khiêu vũ và làm người mẫu ở Viên thì cô được phát hiện tài năng bởi nhà sản xuất Erwin Thalberg, từ đó bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp ở Hollywood. Thalberg có một niềm tin mãnh liệt rằng cô chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao, cho nên ông đã liền đăng ký cho cô tham gia MGM và hãng phim đã quảng bá cô rất rầm rộ. Nhưng sau khi ra mắt lần đầu trong bộ phim câm The Mask of Devil năm 1928 và trở nên nổi tiếng, vấn đề bắt đầu phát sinh. Cân nặng của cô có hơi vượt chuẩn so với tiêu chí thời đó, và quan trọng hơn là cô không nói được tiếng Anh, điều tối quan trọng khi đóng các bộ phim có âm thanh. Cảm thấy mọi thứ không ổn, Eva đã quay trở lại châu Âu và không làm bất cứ bộ phim nào khác ở Mỹ. Cô đóng thêm 4 bộ phim ở Đức, rồi sau đó tuyên bố từ giã nghề diễn viên ở tuổi 20 vào năm 1930. Cũng trong năm 1930, một nhà tư vấn PR của MGM, chẳng biết tại sao, lại đưa tin là Eva Von Bern qua đời ở tuổi 20 vì ăn kiêng quá mức. Ai cũng tin rằng đấy là sự thật. Mãi cho đến năm 2000 thì công chúng mới biết rằng cô vẫn còn sống. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2006, Eva nói rằng: "Thật may là cả thế giới nghĩ rằng tôi đã chết. Nhờ vậy mà tôi không phải đối phó với những tay săn ảnh." Và có lẽ là như thế thật. Eva đã sống một cuộc đời êm đẹp sau khi rời khỏi Hollywood. Cô làm công việc điêu khắc, kết hôn với một cựu thiếu tá trong quân đội Áo và mất ở tuổi 100 vào năm 2020. Tiếp theo, trong thời kỳ đỉnh cao của Powerpuff Girls, Cartoon Network đã thử tập trung một nhóm các bé trai lại và hỏi xem ai trong số chúng đã xem Powerpuff Girls thì giơ tay. Một cậu bé giơ tay. Tuy nhiên khi họ bảo mọi người hãy nhắm mắt và gục đầu xuống bàn, sau đó hỏi lại câu hỏi một lần nữa, thì kết quả là tất cả đều giơ tay. Sau này khi mà bộ phim Powerpuff Girls The Movie ra mắt để kỷ niệm 21 năm bộ phim lên sóng thì doanh thu phòng vé không cao lắm và cơ quan phân phối của Warner Bros. Nói rằng đấy là do mấy bé trai không xem phim, đây chỉ là một bộ phim dành cho con gái mà thôi. Nhưng mà giờ thì chúng ta biết câu nói đấy có đúng hay không rồi đúng không? Còn nữa, trong phim Sing phần 2 có cảnh quay ghế này khá là ngầu, nhưng mà nếu coi hết phân cảnh đấy thì bạn sẽ thấy cái ghế này có 4 chân, thế mà nó xoay được mượt như thế cũng tài. Và đó là sự thật cuối cùng trong số xoay phim ngày hôm nay. Nếu các bạn thích nội dung của chúng mình thì hãy nhớ like video và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.